đây là cái mẫu vòng hổ phách ạ, cánh thiên thần ạ. Đấy, chúng ta thấy là đây là cái hổ phách của Nga, khai thác từ cái vùng Kaliningrad ấy, là cái thủ phủ hổ phách của thế giới. Chúng ta có thể nhìn trên bản đồ, chúng ta biết là cái hổ phách của thế giới nó nằm chủ yếu ở cái vùng Baltic, mà cái vùng Kaliningrad ấy, thì nó là trung tâm của cái vùng đấy. Thành ra là 90% trữ lượng mà cái hổ phách của thế giới thì tập trung tại Nga đó. Vì và chúng ta cũng biết là Nga là cái nước mà rất giàu về khoáng sản đấy, nổi tiếng về các cái khoáng sản quý. Trong đó thì hổ phách thì được đánh giá rất là cao về chất lượng cũng như là độ tự nhiên, và nó không có pha tạp ở cái vùng phe phúc nhập chính hãng ở cái vùng đó. Thì cái chất lượng của nó khác hẳn so với những cái sản phẩm mà chúng ta thấy là trên thị trường có bán từ Úc hay là từ các cái nước khác về ạ. Các bạn có thể tham khảo kỹ hơn trên cái trang mỹphẩmnga.vn ạ. Thực sự là cái chất liệu của nó, hạt của nó rất là già và nó chắc, và nhà sản xuất họ cũng chọn lựa những cái tốt nhất ấy, để chúng họ tạo lên, và họ cũng có những cái nghệ thuật để tạo lên những cái vòng rất là đẹp ạ. Thì các bạn tham khảo trên trang mỹphẩmnga.vn hoặc là trên trang cái hổ phách nga-baltic.vn ấy. Đó, trên đó thì là Fairfood up rất nhiều các cái sản phẩm rất là đẹp và nó hợp thời trang ạ. Các bạn đeo lên thì nó và có rất nhiều các cái mẫu khác nhau. Đấy, những cái hạt của nó thì có những cái thể vùi và những cái độ óng ánh rất là đặc trưng và khác biệt ạ.